Kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị thay đổi username, thay đổi email và thay đổi số điện thoại trên tài khoản mạng xã hội Discord. Rồi, bước thứ nhất, quý vị hãy vào cái biểu tượng mặt cười ở góc phía dưới tay phải màn hình của quý vị. Rồi, việc đầu tiên là quý vị chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt để dễ sử dụng. Quý vị chọn vào Language và tìm đến tiếng Việt. Rồi, để thay đổi tài khoản, quý vị chọn tài khoản. Ô thứ nhất là tên đăng nhập, quý vị hãy chọn và chỉnh sửa một cái tên đăng nhập khác. Ô thứ hai là email, quý vị chọn và nhập một địa chỉ email mới, rồi mở email lên để lấy đường link xác nhận. Ô thứ ba là điện thoại, thì quý vị cũng chọn và nhập một số điện thoại khác, rồi quý vị lấy mã xác nhận. Ô thứ tư là mật khẩu, thì quý vị có thể thay đổi mật khẩu. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.